thành phố Ma Nhơn Trạch. Sau 20 năm thì còn rất nhiều người vẫn còn đang quan tâm đến khu vực này nha thưa quý anh chị. À, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản, và video ngày hôm nay thì Tùng sẽ đến khu vực Phước An Long Thọ, là xã Phước An và xã Long Thọ của huyện Nhơn Trạch, để mà giới thiệu của anh chị cũng như là review của anh chị về những bất động sản ở khu vực này. Những bất động sản này là cái sự thăng trầm của rất nhiều nhà đầu tư chôn vốn ở khu vực này, kiếm lời cũng được ở khu vực này. Và thời điểm hiện tại, nó sau khoảng 20 năm thì khu vực này đã như thế nào, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua cái video ngày hôm nay của Tùng giới thiệu với anh chị nha. Thưa quý anh chị, ở khu vực này thì có những khu vực mà nhà ở cũng khá là đông rồi, nhưng mà cũng có những khu vực mà chúng ta đang nhìn thấy như ngay khu vực này, giống như Tùng đang cảm nhận, giống như kiểu là đang đi vào rừng, vào rẫy vậy. Những cái khu vực mà gần như là chỉ có đường xá, có cây cối và không hề thấy người luôn, thì đây chính là một trong số những hình ảnh tại khu vực xã Phước An và Long Thọ, những cái dự án rất là lớn, ví dụ như là Xây Dựng Hà Nội, rồi HUD, rồi DTA và những cái dự án khác, EcoSun, những dự án mà phân lô bán nền với diện tích lên đến vài ngàn hecta tại khu vực này nha thưa anh chị. Vài ngàn hecta thì cái số lượng nền nó rất là khủng khiếp. Chính vì vậy mà sau 20 năm thì cũng có rất nhiều những khu vực mà bỏ trống, bỏ hoang như thế này. Và mức giá thời điểm hiện tại của những khu vực này, tại sao nhà đầu tư lại vẫn còn quan tâm những khu vực này? Bởi vì nó có vị trí rất là gần với cảng Phước An, cảng Phú Mỹ, cũng như là sau này kết nối về sân bay Long Thành cũng rất là thuận tiện. Và cái khu vực này là một cái khu vực mà cũng có cái mức giá thành cực kỳ rẻ, khiến cho các nhà đầu tư trong những năm vừa qua vẫn còn quan tâm đến khu vực này, cũng là cái khu vực mà khiến cho nhiều người đã chôn vốn hàng chục năm, cả 10-20 năm tại khu vực này nha thưa quý anh chị. Đây là khu vực mà đông dân nhất thời điểm hiện tại nằm tại cái khu vực này. Đây là cái dự án DTA tại xã Phước An, thưa quý anh chị. Khu vực này tại sao đông dân? Bởi vì chủ đầu tư họ xây dựng chủ yếu là phát triển hai dòng sản phẩm, đó là sản phẩm nhà phố và dòng sản phẩm nhà xã hội. Và nhà xã hội là bao gồm 6 block chung cư mà chúng ta đang nhìn thấy ở bên kia, cũng như là các loại dòng nhà phố vườn. Thì nhà phố vườn ở đây thì diện tích của nó trung bình là khoảng cỡ 100m², ngang 5, sâu khoảng cỡ 120. Và cái nhà phố vườn này thì nó tập trung chủ yếu vào dành cho những cái đối tượng khách hàng có khả năng chi trả, dao động trong khoảng tầm trên dưới 1,5 tỷ nha thưa quý anh chị. Nếu như anh chị mà mua những căn nhà ở đây thì nó có mức giá khoảng hơn 1 tỷ, anh chị hoàn thiện nữa thì nó dao động khoảng cỡ 1,5 tỷ hoặc là trên dưới 1,5 tỷ, anh chị có thể sở hữu một căn nhà như thế này rồi. Diện tích xây dựng là khoảng cỡ 40m, 2 tầng là tổng là khoảng tầm 80m². Và cái dự án này với mức giá như vậy thì nó sẽ phù hợp những anh chị nào có cái điều kiện tài chính ở các khu công nghiệp, có khả năng chi trả trong khoảng cỡ tầm trên dưới 1,5 tỷ, là anh chị có thể sở hữu một căn nhà vườn 80m² xây dựng ở khu vực này và ở được rồi. Còn đối với các anh chị nào có tầm tài chính thấp hơn, các anh chị công nhân thì hoàn toàn có thể quan tâm những dòng nhà xã hội dành cho công nhân như thế này. Tùng thấy nhìn thì có vẻ là khá là đẹp nha thưa anh chị, đồ thiết kế đẹp. Rồi nhà ở đây thì có diện tích khoảng cỡ từ 30-70m², mức giá của nó thì khu vực này trung bình nó dao động trong khoảng tầm hơn 300-400 triệu đồng, và tất nhiên là có ngân hàng hỗ trợ rồi, cho nên là đối với các anh chị công nhân thì có thể bỏ ra chỉ tầm hơn 100 triệu là có thể về dọn về đây để sinh sống được rồi. Thì đây là cái giải pháp dành cho công nhân thời điểm hiện tại và trong tương lai, khi mà các cái khu công nghiệp sau này khi mà phát triển các khu công nghiệp thì thường các khu công nghiệp sẽ có diện tích hàng nghìn hecta. Thì tất nhiên là khi mà họ xây dựng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như vậy thì họ sẽ tương đương nó, họ sẽ cũng sẽ phát triển những cái khu dân cư, và những cái mô hình như thế này nó sẽ phù hợp dành cho các khu công nghiệp ở khu vực Long Thành cũng như là Nhơn Trạch hoặc là khu Bà Rịa Vũng Tàu để phát triển trong vòng 10-20 năm nữa, khi mà sân bay quốc tế Long Thành hình thành. Rồi sự phát triển của cảng Phước An bên Đồng Nai cũng như là sự bành trướng của cảng Phú Mỹ ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì sẽ giúp cho khu vực này nó sẽ phát triển rất là nhiều, cộng với việc mà phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, đường cao tốc, các cái tuyến đường lớn, thì cái khu vực này cũng chắc chắn sẽ trở thành một trong số những khu vực mà được nhiều người quan tâm hơn.
Ở khu vực này thì nó sẽ rất là gần với khu công nghiệp Nhân Trạch. Khu công nghiệp Nhân Trạch thì có diện tích rất là lớn, anh chị hàng ngàn hecta khu vực đó mà, và đã phát triển rất là nhiều năm nay rồi. Đấy, vậy mà cái khu vực này á, lại là một khu vực mà khiến cho rất là nhiều nhà đầu tư chôn vốn trong khu vực này. Lý do vì sao ạ? Lý do chính là vì trong khoảng những năm hơn 2000, khi mà những cái thông tin rộ lên về việc mà phát triển thành phố mới Nhân Trạch thì đã khiến cho khu vực này trở nên sốt đất mạnh mẽ, và nó cách rất nhiều nhà đầu tư từ khu vực Sài Gòn, Hà Nội cũng như là các tỉnh dồn về đây để mua những bất động sản ở đây với những mức giá thành rất là rẻ. Nhưng mà sau khoảng tầm 15 đến 20 năm thì nếu như mà cùng cái thời điểm đó, cùng cái tiền số tiền đó mà anh chị đầu tư vào các khu vực ở Sài Gòn, quanh quanh Sài Gòn, thì anh chị có thể nhân 10, nhân 20 lần sản phẩm, cái giá tiền của mình đi lên rồi. Nhưng mà cùng số tiền đó anh chị đi vào trong này thì mức tăng trưởng của nó không đáng kể so với những cái khu vực ở Sài Gòn. Vậy thì sau khoảng thời gian rất là dài như vậy, bất động sản ở đây thời điểm hiện tại thì được rất là nhiều chuyên gia cũng như là những anh chị về chuyên về bất động sản có nói rằng là bất động sản ở đây thì hiện tại bây giờ nó đang under value, nghĩa là nó nằm ở dưới cái giá trị thực, hoặc là dưới cái giá trị mà sau này, cái giá cả mà sau này các công ty bất động sản họ có thể phát triển được. Ví dụ như là những cái bất động sản ở đây thời điểm hiện tại mà cái mức giá rẻ nhất ở đây á, đối với những loại sản phẩm ví dụ như biệt thự đi, diện tích khoảng cỡ tầm trên dưới 300 mét vuông, thì các chủ đầu tư sau này họ phải bán trung bình phải mức giá khoảng từ trên 10 đến 15 triệu đồng trên một mét vuông. Thì thời điểm hiện tại anh chị đi đến khu vực này, anh chị có thể mua với cái mức giá chỉ khoảng dao động trong khoảng từ 6 cho đến khoảng cỡ 8 triệu đồng một triệu mét vuông, anh chị có thể sở hữu những cái sản phẩm nhà vườn, biệt thự diện tích lớn. Còn đối với những các loại sản phẩm mà đất nền diện tích nhỏ 100 mét vuông, 120, 140 thì anh chị có thể hoàn toàn có thể mua với cái mức giá dao động trong khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng trên mét vuông. Còn đối với những cái tuyến đường chính, những cái tuyến đường mà hiện tại đang có thể kinh doanh được, đấy, các cái công ty, các văn phòng bất động sản họ đang ở khu vực này, thì cái mức giá của nó cũng chỉ dao động trong khoảng tầm trên dưới 20 triệu đồng trên một mét vuông thôi. Đấy, đặc biệt là các tuyến đường chính như đường Lê Hồng Phong hoặc cái tuyến đường rất là lớn thì cái mức giá của nó chỉ theo tầm hơn 20 triệu đồng. Và với cho một cái nền đất khoảng hơn 100 mét vuông, 100 đến hơn 100 mét vuông thì anh chị chỉ ý cần phải khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Nhưng vậy thì tại sao cái khu vực này trong vòng nhiều năm qua cái mức giá thành của nó không có tăng trưởng nhiều, và cái việc là cái vị trí của nó thì rất là đẹp rồi, đấy, nhưng mà cái giá thành của nó cũng rẻ rồi, nhưng tại sao cái khu vực này lại không có nhiều người về đây để sinh sống? Đấy, lý do chính là vì cái vị trí đẹp nhưng mà cái kết nối giao thông của nó thực sự là trong những năm trước đây nó chưa được tốt. Thứ nhất là kết nối về các khu dân cư hiện hữu bên đường Hùng Vương của xã Phước An thì chưa có. Đấy, kết cho nên là khiến cho cái người dân mà về khu vực này ở thì họ sẽ rất là thiếu tiện ích. Đặc biệt là khu vực này thì đã phát triển, cái khu vực này cũng quy hoạch của nó rất là tuyệt vời, và có rất là nhiều những cái tiện ích dự kiến quy hoạch tại khu vực này. Nhưng đáng tiếc rằng là những cái quy hoạch đó ví dụ như là hệ thống trường học, hệ thống bệnh viện, rồi những cái công trình nhà nước nó lại không có hiện hữu trong khu vực này, khiến cho những người dân mà muốn về đây để sinh sống thì họ đi chợ nó cũng xa này, đưa con đi học cũng xa. Và cái việc mà đi về khu công nghiệp Nhân Trạch ấy, thì nó không, nếu như chúng ta đi bằng ô tô hoặc là chúng ta nghĩ rằng là chỉ đi 15-20 phút đi xe thì nó gần, nhưng mà đối với những cái người mà đang làm việc thực sự trong các khu công nghiệp ấy, thì họ hiện tại họ đang ở những khu dân cư hiện hữu có tiện ích, có trường học nằm kế bên luôn, rất là thuận tiện, và họ chỉ cần đi khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi là họ đã đến được với những cái công ty của họ rồi. Cho nên là những cái khu vực mà ví dụ như anh chị thấy là những hình ảnh đây là về khu đô thị ma này, thường thì anh chị sẽ nhìn thấy trên báo đài về việc là khu đô thị ma, những cái biệt thự bỏ trống hàng chục năm thì chính là những khu vực này. Nhưng mà thực tế thì nó chỉ là một khu vực nhỏ nhỏ thôi, một khu vực nhỏ xíu ở khu vực Nhân Trạch mà thôi. Đấy, rồi khi mà chúng ta đi đến khu vực này chúng ta nhìn thấy sẽ thấy rằng là phân lô bán nền bao la bạt ngàn luôn, hàng ngàn hecta được phân lô bán nền từ khu vực này. Cái điểm nhược điểm của nó là về kết nối giao thông là đầu tiên, cái thứ hai là về tiện ích của nó chưa có phát triển nhiều được trong khu vực này, bởi vì người dân chưa có thì rất khó có phát triển được tiện ích.
Chính vì vậy mà cái giải pháp cho cái khu vực này trong tương lai đó chính là giống như cái dự án DTA á, là chúng ta sẽ phát triển những cái nhà vườn dạng giá rẻ thôi, trên dưới 1 tỷ đồng thôi. Rồi nếu như các anh chị mà công nhân thì chúng ta sẽ phát triển những dòng nhà ở xã hội chỉ có giá dao động trong khoảng tầm 3 đến 400 triệu, thì nó sẽ phù hợp cộng với việc là hỗ trợ ngân hàng ra, thì thật ra một gia đình công nhân thì họ có thể bỏ ra hơn 100 triệu, họ có thể hoàn toàn trả góp nữa, thì họ hoàn toàn có thể sở hữu những cái căn nhà ở xã hội như vậy, an cư lạc nghiệp cho họ được. Còn các anh chị làm ở trong khu công nghiệp có cái mức thành mức lương cao hơn, làm quản lý, làm giám đốc, thì anh chị hoàn toàn có thể mua những dòng sản phẩm nhà phố trên dưới 1,5 tỷ, tầm 2 tỷ, hoặc là vào những khu vực bên này thì mua những cái sản phẩm giá cao hơn. Đấy, còn riêng về việc mà có nên đầu tư tại khu vực này hay không thì bản thân Tùng cũng cảm thấy là khó có thể nói được. Nếu mà so sánh giữa cái khu vực này với những cái khu vực khác ấy, thì thời điểm hiện tại Tùng đang thấy là tái định cư Lộc An Bình Sơn có vẻ đang là một cái lựa chọn tươi sáng hơn dành cho các anh chị nào mà quan tâm những bất động sản gần với sân bay Long Thành nha các anh chị. Đây cũng có thể nói là một trong số những cái dự án mà nhà đầu tư thời điểm hiện tại mua là ngóng trông vào cái việc mà sân bay Long Thành hình thành, cũng như là những cao tốc như Biên Hòa Vũng Tàu đang được xây dựng, rồi cảng Phước An trong thời gian tương lai 5 năm có thể 10 năm tới sẽ được xây dựng, rồi các cái tuyến cao tốc ví dụ như là cao tốc Bến Lức Long Thành được hoàn thành trong một vài năm tới, thì sẽ thúc đẩy cái khu vực này phát triển lên, bởi vì nó rất là gần cảng, gần sân bay. Vậy thì cái mức giá thành của nó bây giờ thì nó khá là rẻ, nếu như anh chị mua một cái nền nhà phố ở đây thì nó cũng chỉ dao động trong khoảng tầm 800-900 triệu, mà vị trí đẹp thì tầm cỡ tầm tỷ, hơn tỷ. Đó, vị trí đường to thì khoảng cỡ trên dưới 2 tỷ, thì nó sẽ là một trong số những cái khu vực mà có thể nói là giá trị bất động sản rất là khó anh chị có thể mua được. Ví dụ như anh chị sang Lộc An Bình Sơn đi, cùng với tuyến đường to như vậy thì anh chị phải tuyến đường chính ấy, thì anh chị phải chi trả đâu đó khoảng hơn 40 triệu, thì ở khu vực này chỉ có khoảng cỡ trên dưới 20 triệu mà đồng mà thôi. Nhưng mà mặc dù cái khu vực này có mức giá thành rẻ như vậy, nhưng mà trong suốt hơn 10 năm qua thì cái việc mà hút dân về đây rất là chậm. Thì Tùng cũng đã nói với các anh chị trước đây, thứ nhất là số lượng nền quá lớn, thứ hai là giao thông nó chưa thực sự thuận tiện, thứ ba là tiện ích của nó thì chưa có, cho nên là nó rất khó hút dân. Và một cái lý do nữa, có thể nói một cái lý do rất là quan trọng, đó là cái vấn đề về xây dựng nhà theo mẫu. Trước đây thì khi mà phát triển các dự án này, các công ty đều phải xin quy hoạch 1/500, xin quy hoạch về mẫu nhà. Thì những cái mẫu nhà đã quy hoạch hơn 10 năm qua thì đến thời điểm hiện tại nó đã rất là lỗi thời rồi. Và cái việc mà người dân về đây khi mà xây dựng ở đây thì có những người có khả năng mua được đất, nhưng mà để mà xây nhà theo mẫu để hoàn công được á, thì không phải ai cũng có tiền để mà xây dựng nhà được thưa quý anh chị. Bởi vì ví dụ như những tuyến đường chính đi, những tuyến đường hiện tại đang xây dựng nhà đi, nếu anh chị mà xây dựng căn nhà 3 4 tầng thì với cái diện tích đất dao động trong khoảng tầm 100 m², thì anh chị phải xây dựng cũng như là hoàn thiện một căn nhà đó phải tầm trên dưới 2 tỷ, cộng với tiền đất khoảng cỡ tầm hơn 1 tỷ nữa thì anh chị cần phải đến 4 tỷ mấy. Nhưng mà thực tế những cái người mà có tiền 4 tỷ mấy mà về những khu vực này ở rồi không có tiện ích này, xa trường, xa chợ này, rồi xa công ăn việc làm ấy, thì thực tế là bản thân những cái người mà có khả năng tài chính như vậy họ sẽ không về ở đâu thưa anh chị, rất là khó. Và việc mà sau này anh chị mà bán những bất động sản này đi á, nó cũng khó luôn, bởi vì cái giá thành tiền lớn, việc mà xây dựng nhà của chúng ta tốn rất là nhiều tiền, vậy thì nó cũng sẽ kén cái lượng khách hơn. Mặc dù là cái khu vực này là một khu vực mà đã được hiện tại được rất là nhiều người đang quan tâm, và cũng có nhiều anh chị nhà đầu tư Hà Nội đang nhắm đến khu vực này để gom những bất động sản giá rẻ ở khu vực này. Nhưng mà về cái tầm nhìn về tương lai á, thì rõ ràng là khu vực này nó sẽ có cái tiềm năng để tăng trưởng, bởi vì hiện tại huyện Nhân Trạch cũng đang mong muốn thúc đẩy khu vực này bằng việc là sẽ xây dựng những cái công trình nhà nước, ví dụ như bệnh viện, rồi những công trình lớn như quảng trường, rồi những cái công trình khác
để mà thu hút dân, ví dụ như là các cái khu vực mà xây dựng nhà xã hội để thu hút tăng cái lượng dân về đây để sinh sống. Khi mà tăng lượng dân ở về đây sinh sống được thì các cái tiện ích khác nó sẽ được xây dựng dễ hơn, như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, nó sẽ xây dựng ở khu vực này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, nhưng mà thời điểm hiện tại thì câu chuyện mà quan trọng nhất của nhà nước đó chính là thúc đẩy những cái bất động sản nhà xã hội tại khu vực này để thu hút những người dân, là những người dân nhập cư, công nhân tại các khu công nghiệp về đây để mà sinh sống, đồng thời là phát triển thêm nhiều các khu công nghiệp tại khu vực Nhân Trạch này, tăng trưởng nó, tăng cái lượng người dân ở đây lên là điều trước tiên. Sau đó là phát triển các loại sản phẩm nhà vườn, các loại dạng nhỏ giống như cái dự án DTA. Bên DTA thì anh chị có thể nhìn thấy rằng là nếu như mà đầu tư thì chúng ta nhìn những dạng mẫu nhà đó thì chúng ta sẽ khá là nản, bởi vì thực sự là 100 m² mà xây dựng có 40 m² thôi, xây dựng 2 tầng đối với một, nó chỉ phù hợp với một gia đình nhỏ 2 phòng ngủ ở thôi, thì nó khá là bình thường đối với những cái người đầu tư, nhà đầu tư từ Sài Gòn, Hà Nội, những người mà có tiền. Nhưng mà riêng về cái khu vực này, cái việc mà để tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai ấy, thì tôi thấy rằng là cái phương án đó là cái phương án rất là hay để có thể thu hút người dân về được ở được. Và xây dựng nhà ở xã hội như vậy thì những cái bất động sản ở cái khu vực này diện tích đất rất là lớn, cho nên là các công ty hoàn toàn có thể phát triển thêm nhiều những cái tòa nhà ở nhà ở xã hội, thì giúp cho bất động sản ở khu vực này nó sẽ bình ổn. Cái mức gia tăng trưởng bất động sản ở đây nó sẽ không quá cao, không gây nên sốt đất, thì khiến cho sẽ giúp cho nhiều người có nhu cầu ở cũng như là tài chính thấp có thể hoàn toàn có thể mua ở được. Ấy thì khu vực này cũng sẽ có những khu vực mà hiện tại họ đang xây dựng nhà như thế này, những chị, những căn nhà rất là to như thế này. Đấy, riêng vào xây thô những căn nhà này nó phải dao động trong khoảng tầm 2 tỷ hơn rồi. Đấy, những cái nhà thô như thế này là hơn 2 tỷ rồi đấy, mà để mà hoàn thiện về ở nữa thì những bất động sản như thế này cái giá trị nó sẽ rất là cao. Nhưng mà ở trong cái khu vực mà gần như là chúng ta đi mà đi bộ còn ít khi thấy người đi bộ trong khu vực này như vậy á, thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là khó có thể hút dân về những khu vực này để sinh sống nếu như không có những cái tiện ích lớn, nếu như không có những cái trung tâm tài chính ở khu vực này để thu hút những cái người mà có cái tầm tài chính tốt. Bởi vì họ về đây thì công ăn việc làm của họ sẽ như thế nào? Đó sẽ là một câu chuyện khá là khó nha thưa quý anh chị. Đấy, về khu vực này thì nếu mà nói về tương lai, về phát triển giá bất động sản thì tôi thấy nó vẫn là tốt. Cho nên là có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư Hà Nội, Sài Gòn đang nhắm những khu vực này, quan tâm những khu vực này. Và rồi các anh chị mà trước đây đã sở hữu những bất động sản ở đây thì vẫn còn đang nắm giữ để chờ đợi những cái công trình như cao tốc, cảng biển, sân bay hình thành gần với khu vực này, rồi các cái khu công nghiệp sẽ hình thành nằm sát những khu vực này, rồi nhà nước sẽ xây dựng những cái tiện ích. Nhưng mà câu chuyện đó thì chúng ta sẽ cần phải có thời gian vài năm cho đến thậm chí là có thể 5 năm, 10 năm. Cho nên là khi anh chị đầu tư những bất động sản ở những khu vực này, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là sau hơn 10 năm thì những bất động sản ở đây đã có được gì rồi. Đấy, và cái gì nó sẽ thu hút người dân về đây để sinh sống. Với nếu như chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta sẽ mua cái khu vực này trong khoảng tầm bao nhiêu năm và có cái gì để nó sẽ tăng trưởng giá ở khu vực này. Rồi đối với những cái người mua ở thực thì thực sự là bản thân anh chị là có đã làm việc ở khu vực này hay chưa, rồi anh chị sẽ chọn những khu vực nào. Ví dụ như là nếu anh chị có tầm tài chính tốt thì đây những bất động sản mà biệt thự này, khu vực này đây là những biệt thự của dự án HUD đã xây dựng, thì Tùng đang thấy rằng anh chị có điều kiện hiện tại họ vẫn đang về đây để sửa những căn biệt thự này để họ về đó họ ở đấy. Bởi vì những cái người mà nhà giàu thì họ sẽ ở với nhau, còn đối với những mà nhà mà điều kiện yếu hơn ấy, thì họ sẽ ở chung các cái khu vực như là nhà xã hội rồi các loại nhà phố vườn diện tích nhỏ đấy trên dưới tỷ. Còn những khu vực này thì anh chị sẽ phải chi trả mức giá cao hơn rất là nhiều đấy, bởi vì khu vực này là biệt thự. Và đây là những cái hình ảnh mới nhất mà Tùng cập nhật của anh chị trong dự án HUD xây dựng Hà Nội Ecosun, khu vực mà Phước An, Long Thọ, một khu vực mà rất nhiều nhà đầu tư đang quan tâm bắt đáy trong cái giai đoạn này, kỳ vọng trong tương lai trong khoảng tầm 5 năm, 10 năm nữa khi mà sân bay, cảng biển, cao tốc được hình thành và cũng như các khu công nghiệp thì họ sẽ có thể có được cái mức lợi nhuận tốt, bởi vì mức giá thành ở đây cũng rất là rẻ nha. Rồi, cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video clip lần sau.